Cha ơi. Gì con? Sao hôm bữa cha quay clip cho sữa, có một vị khán giả nói em sữa là bị bệnh đau, mà con thấy em lễ phép mà sao khán giả nói là em bị bệnh đau vậy cha? Dạ, con biết bệnh đau là gì không? Dạ biết. Là bệnh gì? Dạ bị bệnh chậm phát triển. Giống như con của bà Tám ha. Dạ. Mà con thấy em nó có chậm phát triển không? Dạ không. Nó cũng lanh lợi đúng không? Dạ. Nó cũng ngoan ngoãn, cũng lễ phép đúng không? Dạ. Mà sao tự nhiên cái vị khán giả đó nhắn gì kỳ quá ha? Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều vị khán giả cũng thương con, thương em nè, thương gia đình mình, cũng dành những cái tình cảm cho gia đình mình đó. Nên thôi con đừng có máy móc con đọc những cái bình luận mà ông bà cô chú anh chị dành tình cảm cho gia đình mình thôi, hoặc là góp ý để mình chỉnh sửa thôi ha. Dạ. Chứ đừng có đọc những cái mấy bình luận đó, con hiểu không? Dạ. Ta chắc cha cũng không đâu biết đâu, tại vì cha đâu có biết hết quý ông bà cô chú anh chị đâu. Nhiều khi trong đó có những người họ không thích mình, nhưng mà thay vì người ta sẽ thí dụ như em hả, khóc nhè ví dụ gì, thì người ta góp ý là cha Khương mẹ Ngọc nên dạy em sửa, đừng có cho em sửa khóc nhè nữa, thì như vậy thì cha với mẹ còn dạy dỗ em được. Nhưng mà có nhiều người ta nhắn, người ta bình luận và để như là những bình luận cha cũng không hiểu nổi nữa, cha thấy cũng tội nghiệp cho em quá. Con buồn em hả, tội nghiệp em hả? Dạ. Thì đó, hồi đó cũng có ông bà cô chú anh chị nhắn tin trực tiếp cho cha đó, nói sữa là xấu quắc, xấu xí gì, khi gớm gì đó, mắc cười đó. Lâu rồi cha nhớ, cha cũng có quay cái clip đó nữa. Nhưng mà con đừng có nói cho em nghe nha. Thôi cha, hồi nãy con lỡ nói rồi. Dạ hả? Dạ. Sao nói em nghe chi vậy? Em buồn sao? Đại con... Em nói đâu biết đọc chữ đâu, con biết đọc chữ không? Mai mốt con đọc mấy cái đó con đừng có nói em nghe nghe không? Dạ. Thì thí dụ như là cha thấy những cái bình luận đó thì để cha ẩn đi, để nhiều ông bà cô chú anh chị, nhiều người ta cũng không biết sao nữa. Thí dụ chắc ghét gia đình mình hả? Thôi nhưng mà thôi không sao đâu ha, thôi cũng đừng có buồn nghe không? Dạ. Rồi người ta xem mình, người ta thương mình thì mình cảm ơn, còn không thương thì thôi chứ biết sao giờ. Dạ. Ha. Dạ. Thôi đi vô trong an ủi em đi. Nhưng mà đâu có bình luận nào nói Thế Vĩnh này kia phải không? Dạ. Con cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị thương hai anh em con đi. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị, dạ, anh em con. Đâu em đâu? Gì? Dạ Ngọc. Sao con? Sao? Không. Sao buồn vậy? Con không có buồn. Dạ, hết buồn rồi hả? Mà con buồn kìa. Đâu có buồn. Con chào ông bà cô chú đi. Dạ mời chú. Phanh tay chào đàng hoàng nè. Dạ mời chú. Nè ngồi dậy phanh tay chào đàng hoàng nè, để ông bà chú chỉ dự thương. Không được như vậy, không có chào. Dạ, mà mời qua chú lo. Dạ. Rồi anh hai chào ông bà cô chú anh chị quý vị giả nè. Chào bà cô chú. Phanh tay đàng hoàng. Chào bà cô chú. Đúng rồi, ngoan ngoãn vậy dễ thương, ông bà cô chú anh chị mới thương ha. Dạ. Sữa ơi. Nãy anh hai nói con là có một vị khán giả bình luận con bị bệnh đau hả? Ừ. Hả? Con buồn không? Hả? Có như là không. Sao vậy? Sao? Đúng rồi. Anh hai buồn cho sữa kìa. Nhưng mà sữa đừng có buồn nha. Nghe không? Nhưng mà cả giá khô. Sao? Hả? Ừ, mắc cái bút trên dưới. Nhưng mà sữa đừng có buồn nha không? Nghe cho nói không? Con không buồn đâu. Con không buồn phải không? Vậy thì tốt. Tôi sợ con buồn á. Mà con đâu có hiểu gì đâu mà con buồn, đúng không? Hả? Trời khô mà bị mất cái bút. Có còn lâu lâu sẽ có nhiều bà cô chú anh chị, nhiều khi người ta mới xem clip của con, người ta chưa hiểu con, thì người ta để lại những bình luận đó, mình cha mẹ đọc cha mẹ cũng buồn. Nhưng mà còn rất nhiều bà cô chú anh chị thương hai đứa con dành tình cảm rất là lớn cho hai đứa con và tặng quà cho con nè, đúng không? Đúng không? Hả? Trời ơi, chắc hồi nãy giờ chắc buồn rồi, không quay clip, không nói chuyện luôn bà cô chú anh chị ơi. Không quay hả? Nãy giờ trong đây không chịu không quay hả? Rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Sữa buồn rồi, sữa không chịu quay clip luôn rồi. Sữa có quay clip không? Hả?
Sữa ơi. À, em chỉnh đúng không anh Hai Bi? Sữa nói chuyện với cha nè. Sữa, cha hỏi gì con? Sữa. Sữa ơi. Dạ. Yeah. Cha hỏi nè. Mấy con hết buồn chưa? Dạ. Yeah. Quay clip không? Dạ con đi vui nè. Con vui phải không? Thiệt không? Thiệt lòng không? Đúng. Cười cười, à? Cười cười đây, cười xinh xắn thôi. Cười tôi có giống không? Nè, thôi nè, con cảm ơn bà cô chú anh chị đã thương yêu con đi. Cảm ơn bà chú Hiên. Con cảm ơn. Con cảm ơn bà chú Hiên dễ đã yêu thương con. À, còn những ông bà cô chú anh chị nào chưa thương con thì xem clip của con từ từ rồi sẽ hiểu con, sẽ thương con hơn ha. Với lại ông bà cô chú anh chị dạ thấy cháu nó có gì, ví dụ mà có gì mà chưa có phải, bà chú chị cứ nhắn để Khương Dừa với lại em. À, bà xã Khương Dừa dạy cho cháu không có chi hết, Khương Dừa còn cảm ơn nữa. Dạ nhìn chứ cháu nó còn nhỏ, nhiều khi nó đang phát triển nó có những cái tính cách, cái biểu hiện của trẻ con mà mình nhỏ mà nhiều tính cách, nhiều khi mình cũng có những cái biểu hiện như vậy. Đưa tay mình đây không nhớ được. Dạ. Đưa tay đây nè. Nên là bên dạ, bà có gì dạy dỗ cái gì nhắn Khương Dừa với bà xã Khương Dừa dạy dỗ bé chứ con bé nó không biết. Đưa tay đây nè. Mình nhắn những cái lời lẽ đó nó cũng, dạ mình người lớn mình nhắn vậy nó cũng tội bé. Dạ. Nhắn con cái mà ai chẳng muốn con cái mình khỏe mạnh. Dạ, chẳng muốn ai chẳng muốn con cái mình được bà cô chú anh chị thương. Dạ, ít hay nhiều cũng vậy. Tự nhiên một cái người nào mà lạ mặt tự nhiên nói con của mình bị đau, cái ở đó ở ngoài đời chắc nhiều khi nói cái câu đó chắc nhiều khi cũng sẽ dễ gây mít lòng lắm. Dạ. À, sao ạ? À? Anh là bên. Sao? Anh Happy đâu rồi? Để đi sao? Anh Happy đâu rồi? Anh Happy đi vệ sinh rồi. Thôi à, nè, sữa giờ sữa gửi ông bà cô chú chị bài hát đi. Em không. Nè, đứng hát đàng hoàng nè. Cho mẹ xin cái này đi. Nè, chút rồi đưa mẹ đưa cho anh Happy đây cho con nè. Nè, đứng hát bạn toàn bà cô chú chị để ông bà chú chị thương con nhiều hơn. Dạ. Mẹ mua cái này cho con rồi. Rồi hết nói chuyện luôn rồi, hết quay clip luôn rồi. Buồn thỉu buồn thiêu luôn rồi. Thôi đứng lên hát bài cho nghe coi. Hả? Hả? Tội nghiệp anh Hai kìa, anh Hai biết chữ, anh Hai đọc. Lâu lâu anh Hai đọc bình luận á. Tại vì hồi kỳ á. Ừ, tại biết lâu lâu anh đọc tại vì hồi kỳ không mà có chú anh chị là. Tại hồi kỳ á Khương Dừa nói Thế Vĩnh thì không có tự tin khi Khương Dừa quay clip. Cho nên là Khương Dừa nói Thế Vĩnh ơi con hãy tự tin quay clip đi, ông bà cô chú anh chị cũng thương con. Nếu con không tin là cha thì con hãy vô clip con xem các bình luận đi, xem ông bà cô chú anh chị thương con như thế nào. Cái Thế Vĩnh cũng từ đó Thế Vĩnh biết. Thế Vĩnh vô Thế Vĩnh coi các bình luận ông bà cô chú anh chị. Dạ. Cho nên là mới đây làm vậy con. Thử đăng hả? Cho nên mới đây là Thế Vĩnh hay vô đọc bình luận. Đâu sữa đẻ đâu dạ đâu sữa vàng mà cô chú đi bữa nay trong lớp để con gửi con làm đẹp mà dạ đó thấy đẹp quá con. Nói về khôn hay là lanh lợi thì con không hẳn là con hơn nhiều bạn như dạ, nhưng mà con là một đứa trẻ cũng hy vọng là một đứa trẻ bình thường thôi, vui vẻ như bao đứa trẻ khác thôi. Dạ cho nên là đâu có còn cái gì chứ cha mẹ mà đọc hơi bình luận nó cũng buồn chứ không có cái lỗi nhỏ nhỏ. Ừ. Mẹ Ngọc có đọc không? Không có. Mẹ Ngọc có thấy hả? Khương Dừa thấy ông bà cô chú anh chị cũng thương lắm nha, ông bà cô chú anh chị cũng vô ông bà cô chú anh chị cũng có nói lại nè, nhưng tự nhiên đọc vô thấy cũng nhưng mà anh thì anh không có nói lại thôi. Okay. Tại vì thôi ai thương mình được thì mình cảm ơn, còn nhiều khi giờ chưa thương mai mốt thương ha, chứ nó qua nó lại nó qua nó lại nó qua nó lại cái nó thành ra không hay. Nhưng mà người lớn thì nói gì nói biết, nó biết gì đâu, nói vậy kỳ. Nói chữ gì nữa mẹ? Chê người lớn thì được rồi, nó chê gì chê. Chê em xấu xí được chê không? Chê em vậy đó. Xấu xí già hả? Chứ quái gì bình thường. Chê như chị với anh thế hả? À, ừ. Chị Ngọc. Mẹ ơi. Ô, mẹ. Chị biết Ngọc mà. Ơi. Chị mẹ Ngọc. Anh cũng vậy nữa. Chị em là của chú chê con, mẹ biết chê gì không? Chê gì? Chê đẹp trai quá. Chê đẹp trai quá hả? Nói Thế Vĩnh được chê đẹp trai. Ôi ơi ăn cơm bây giờ đói bụng nè.
Sữa ơi. Sữa à? Dạ. Không, thí dụ có bé bé về cái cử chỉ hành động hay lời nói nào đó mà chưa có phải ấy, thì Khương Dừa, bà xã Khương Dừa rất là cảm ơn luôn, cảm ơn rất là nhiều luôn. Đó, để mình ngày nào mình chỉ dạy bé thêm cho bé nó ngoan ngoãn hơn. Có nhiều người mẹ ba lúc đâu muốn con ta bị bệnh gì đâu. Tự nhiên bé khỏe mạnh không? Mà ví dụ như có nhiều trường hợp cũng ví dụ như lỡ gia đình nào có con bệnh đó, mình cũng đừng có nói đừng có nói vậy không? Đã con bệnh đã đau khổ lắm rồi. Ngồi đàng hoàng, ngồi đàng hoàng không có nào. Mà nãy anh Thế Vĩnh nãy rồi anh thấy rồi xong coi clip mà đọc gì con ơi. Nghe con còn nhỏ. Mày nhập con biết tên này không? Mốt mốt sửa, mốt sửa biết đọc chữ sao đọc bình luận mới mắc cười nè. Được không? Rồi. Con chồng trong bà với lại Khương Dừa nghĩ là nít mà. Ví dụ mình có đứa nó thế này thế kia, dạ thí dụ ông bà cô chú anh chị, nhưng mà thí dụ có nhiều bé nó dễ thương không, bà cô chú anh chị thương cũng được, rồi mình xem dõi video của các bé cũng được. Dạ không sao, chứ không nhất thiết là phải xem clip của Trà Sữa rồi dạ như thế này kia. Nhiều khi bà cô chú có nhiều người so sánh, Khương Dừa thấy cũng nó cũng so sánh nó không có được hợp lý lắm. Dạ. Em nó dễ không? Đứa này đứa mà kia em sẽ mặc ở trang này. Dĩ nhiên có đứa là mỗi đứa nó mỗi tính cách. Dạ, còn con cái mà mình sinh ra mình cũng cố gắng, mình mong muốn mình dạy dỗ cho bé nó ngoan ngoãn, nó lễ phép, nó thành người tốt, có tâm, có đạo đức này kia rồi. Thì cái đó là mình mong muốn thôi. Còn bé nó lớn lên rồi bé nó tiếp thu rồi nó ra ngoài xã hội rồi. Đúng không? Nó đi ra ngoài đời này kia còn đủ cái chuyện chứ. Anh giết con rồi. Anh giết như thế nào em giết. Anh muốn các cha mẹ thì anh hay cho em mẹ thấy vậy trên đầu con của mình khỏe mạnh nhất. Dạ, ai, đúng không bà cô chú anh chị? Cho nên là khi mà tự nhiên có một cái bình luận nào đó nói bé bị bệnh đau, trời mình thấy mình đau thiệt. Bộ chú nghĩ được chữ ký rồi đó bộ chú. Thôi mình nói mình chia sẻ vậy thôi ha. Xíu thôi, an ủi cho giải thích được cho hai đứa con hiểu thôi. Tại anh hai lỡ đọc, anh hai hỏi cha nè. Cho nên cha giải thích thôi, còn sao cái này thôi mình đừng có suy nghĩ gì nhiều về chuyện đó nha con. Bên. Coi như là thôi coi như mình lướt qua mình đọc một cái vấn đề gì đó mình thấy không hay thì thôi mình đừng có để trong lòng. Nha. Để nhiều khi mình sẽ suy nghĩ hoài, mình sẽ buồn, mình sẽ bị tiêu cực. Đúng không sữa? Đúng không sữa? Sữa ơi. Đi. Hả? Đúng không con? Hả? Con em còn biết gì chứ. Đúng không? Nghe cha nói nè. Thúng. Rồi, Thúng không chịu quay clip với cha nữa rồi. Đó. Ra con tí. Thúng buồn rồi, Thúng nói không buồn nhưng mà Thúng rất là buồn. Mà trái mít gụng rất là buồn hả, trái mít gụng ơi. Thúng rồi. Thì con phải nói con sủa heo chứ. Con sủa heo mà lòng heo ơi, heo một lần. Tự con nói con luôn nha. Chứ không ai nói con luôn nha. Chị có hôm qua tự sữa nói sữa là chế mít rụng. Hồi nào? Hôm qua. Có quay clip không? Hôm qua tự nhiên rồi nói bà Thúng á. Có mẹ kêu con là bà Thúng, con là chế mít rụng mà. Vậy hả? Rồi. Con lấy gì sữa? Sữa con lấy gì sữa? Con em còn biết dễ mẹ Ngọc. Sữa lấy gì? Đầu. Sữa. Sữa giờ mẹ chơi rồi. Đầu. Sữa lấy gì vậy? Bộ chú ơi, dạ, ngọc mà cái đầu hình vuông của chú. đâu cho con coi. Bởi vì mẹ sống cái người này ngoài vô trong tới nét dẻ có sữa luôn. Ôi, sao cha thương mẹ ngọc được rồi quay. Con dễ giống bơ nè. Nhưng mà con chú chị vẫn là cái người của mẹ ngọc. Bày tỏ rất nhiều quan điểm thương mẹ ngọc mà. Đúng không? Biết cái gì vậy hả, mẹ không có tóc luôn. Khi mình nhiều khi mình chưa vừa lòng bản thân mình mà huống gì. Cái gì vậy hả? Tóc.
Anh có tóc giống như cái đào vậy hả? Con vẽ mày ổng hả? Không có la nè. Anh mượn nó vẽ chứ. Xin lỗi. Anh mượn đi hả? Dạ. Xin lỗi. Con là con, ừ. Con chú giận đó nha. Dạ. Thường thường trà sữa có lỗi gì trong clip là con vừa nói trà sữa phải xin lỗi liền à. Lỗi với con vẽ dạ. Mẹ à. Mẹ con bắt cười. À sữa hay sữa dạo này hay chào bà cô chú anh chị mà nói lớn lớn á, ông bà cô chú anh chị biết sao giống như trong cái clip mà sữa ăn lẩu mắm sữa chào á, dạ giống như sữa phấn khích đó bà cô chú anh chị, phấn khích la lớn dạ chào bà cô chú anh chị, dạ vậy đó chứ không phải là bé nó la làng là sữa phấn khích kiểu là vừa về nội cái được ăn lẩu mắm cái vui mừng phấn khích lắm. Trời ơi để trên giường mà vẽ tới thui con ơi. Hai đứa nè rồi thôi mình chia sẻ tới đây thôi ha, giờ hai anh em cùng chơi ha. Không chơi em biết vẽ mẹ với cha Khương nè, đầu tiên là mẹ quay nữa không mẹ cái đầu vui sữa ơi quay nữa không bé sữa hả bé quay nữa dạ dạ quay nữa không dạ không rồi không bay luôn rồi mà con chú thường thường là tới cái đoạn này là muốn quay nữa là dạ không muốn quay luôn. Chú yên dạy một theo hãy subscribe kênh của con và kênh Lóc Tư Family và kênh Ngày Na Xí Mũi nha, bạn tạm biệt. Đây ngồi vậy đàng hoàng nhìn thẳng vô máy. Cảm ơn. Dạ. Dạ tạm biệt bà cô chú yên dạ. À, ông bà cô chú yên dạ nhớ là subscribe kênh Hương Dừa con, Hương Dừa Lóc Tư Family, Ngày Na Xí Mũi nha. Ông bà cô chú tạm biệt bà cô chú yên dạy một theo. Hãy nói với ông bà cô chú chị là bây giờ con đã vui trở lại rồi và con không có nhớ những cái bình luận nào nữa. Dạ. Con chỉ nhớ những bình luận của ông bà cô chú chị thương tụi con thôi. Dạ. Đúng không? Đúng. Rồi. Sữa ơi. Sữa chào tạm biệt ông bà cô chú con. Em dạ cho con. Sữa. Ba ngoài chú dạ. Nhìn đàng hoàng nhìn máy đàng hoàng. Tạm biệt ông bà. Đây nhìn máy nhìn máy. Sữa. Cảm ơn bà chị chú về sức khỏe dạ. Nhìn đã mới nhìn bức tranh này. Dạ thôi gia đình nhỏ Khương Dừa xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị trong một lần tiếp theo. Chúc bà cô chú gia đình nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại ạ.